mà đi tham quan là không ăn chơi ở vùng biên giới, là nơi ăn chơi xa đó đồ tiền đồ các thần chơi mà có con phố nhỏ đèn màu, các ông quan dân thường người tới mà các thiếu gia bấm cổ nhiều tiền mà hay chụp cả ở khắp mọi nơi. Muốn ý kiến mà ở nơi đây thì bỏ tiền lên mặt trước đi, mà chơi xong phẳng đi bằng tiền cười mà ganh nóng đùa như một cuộc thi. Ông chủ cái phố đèn màu mà tao thường nhắc là dân phi, mình nhớ thanh toán trước khi ra về, mày nếu không muốn trở thành con thi. Nếu đã bước đón tất cả các quý vị ạ. Và lời đầu tiên thì cho phép Hoàng Phương xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được gửi đến tất cả các quý vị đã có mặt trong chương trình tiệc tất niên tổng kết tối ngày hôm nay. Cùng nhìn lại tất cả các hoạt động phong trào của các câu lạc bộ karate thị xã Bến Cát trong năm vừa qua, thì với sự đồng hành, đồng lòng, nhất trí, phối hợp giữa các câu lạc bộ và đặc biệt là phần tâm huyết tổ chức của ban lãnh đạo hội karate thị xã Bến Cát, Nguyễn Đức Ánh, chủ tịch hội karate thị xã Bến Cát. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Duy, Phó Chủ tịch Hội Karate thị xã Bến Cát. Xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Thế Anh, phụ trách các môn thể thao, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Bến Cát ạ. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Cảnh Thắng, là Giám đốc Công ty Phát triển Võ thuật Tan Mido. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Xuân Phương, là trưởng bộ môn Karate thành phố Thuận An ạ. Và cuối cùng xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Lê Nam, trưởng bộ môn karate huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
thôi. Xin lấy trần lẽ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xuân máu dòng tiên ơi, còn đây kiếp chung bớt quá. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho tiết mục múa cuối cùng ạ. Xin được cảm ơn các bạn. Vâng, xin mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho bốn bạn đầu tiên ạ. Chủ tịch hội karate thị xã Bến Cát ạ, sẽ cùng tiến về phía sân khấu để trao tặng cho các bạn ạ. Vâng, và đây là hoạt động trao giấy khen, hạng mục trao giấy khen cho võ sinh trợ giảng có thành tích trong các hoạt động xây dựng và phát triển phong trào karate thị xã Bến Cát năm 2023. Xin chúc mừng các bạn. Cảm ơn quý thầy, quý các bộ môn karate bạn, bộ môn karate Thuận An, bộ môn karate huyện Củ Chi, bộ môn karate huyện Trần Thành. Thì năm 2023 chúng ta đã kết thúc với những thành tích và những cái hoạt động rất là khả quan. Thì trong năm 2024 thì định hướng nhiều cái phong trào, nhiều cái chương trình xã hội cho địa phương thị xã Bến Cát của mình, sẽ làm cái thế mạnh xuyên suốt trong thời gian thật là lâu dài. Cuối cùng là trong năm mới kính chúc quý thầy, các võ sinh cũng như là các đơn vị bạn với công ty một năm mới thật là an lành, thật là hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Ta sẽ cùng đến với phần trao giải thưởng cho các tiết mục văn nghệ ngày hôm nay đúng không quý vị? Tiết mục
múa làm gì phải hót. Và tiết mục đơn ca hào khí Việt Nam, xin mời bạn Trang ạ. Xin mời hai tiết mục sẽ tiến lên sân khấu với giải khuyến khích. Vâng ạ, ông Lê Cảnh Thắng là giám đốc công ty phát triển võ thuật Tamido ạ. Xin mời ông tiến lên sân khấu để chào các bạn. Vâng ạ, xin dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai giải khuyến khích ạ. À, tiết mục giải 3 đó là tiết mục Vũ điệu làng lá do các phó sinh lý thực hiện ạ. Xin mời kính mời ông Trần Thế Sơn ạ, là phó trưởng bộ môn karate thành phố Thuận An ạ. Xin phép được mời ông tiến lên sân khấu để trao tặng cho các bạn được không ạ. Vâng, xin được chúc mừng tiết mục Vũ điệu làng lá. Kính mời ông Đặng Minh Tài ạ, là phó trưởng bộ môn karate thành phố Thuận An ạ. Xin mời, kính mời ông tiến lên sân khấu để trao tặng cho các bạn. Vâng, xin mời quý vị dành một tràng pháo tay. Xin được chúc mừng giải nhất và xin được mời kính mời lên sân khấu ông Vũ Phương ạ, là trưởng bộ môn karate thành phố Thuận An ạ. Xin mời ông sẽ tiến về phía sân khấu để trao tặng cho các bạn. Cặp số 2, con lớp mấy rồi? Lớp lá. Ai chết rồi, lớp lá luôn. Lớp lá sao chơi ta? Lớp lá sao chơi? Con lớp mấy? Con lớp 2. À, lớp 2 chơi được nha. Con lớp 2. À, lớp 2 chung với lớp 2. Con lớp 3. À, lớp 3. Lớp 1. À, lớp 1. Con lớp trời. À, lớp trời. Lớp trời nha. Lớp 3. À, lớp 3. Dạ, con lớp 3. À, lớp 3 luôn. Con lớp 3. Rồi, lớp 3. À, Kiên. Kiên lớp mấy? Lớp 7. À, lớp... Kiên lớp 7 rồi. À, chúc ác chúc yêu à. Trời ơi, chúc ác luôn. Không chỉ là một hoạt động thể chất về phấn đấu cho cái hoạt động karate thì ngoài ra chúng ta sẽ có những cái hoạt động vui chơi bên cạnh để góp phần làm cho các cái tinh thần của các bạn sẽ luôn luôn là phấn đấu hết mình, đúng không ạ? Và xin cảm ơn các